với hy vọng tạo nguồn cảm hứng học ngoại ngữ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong tuần vừa qua, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence Sting đã phối hợp cùng với Trường Trung học Cơ sở Hiệp Phước, huyện Nhà Bè tổ chức hội trại hè tiếng Anh Nam Sài Gòn lần đầu tại Việt Nam. Kết thúc một năm học đầy căng thẳng, các em học sinh tại Trường Trung học Cơ sở Hiệp Phước, huyện Nhà Bè đã có những giây phút vừa chơi vừa học khi tham gia hội trại hè tiếng Anh do Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence Sting tổ chức. Trong suốt thời gian diễn ra hội trại, các em học sinh trường Hiệp Phước được giao lưu và học tập với các tình nguyện viên hoàn toàn bằng tiếng Anh. Philip Stan, một trong những học sinh đầu tiên đưa ra ý tưởng về hội trại này, cho biết các bạn học sinh khác sẽ cảm thấy yêu thích học tiếng Anh sau khi tham gia hội trại. Chín ngày không phải là một thời gian đủ dài để các bạn học sinh thực sự có thể nâng cao khả năng tiếng Anh, nhưng ít nhất các bạn mạnh dạn hơn khi nói tiếng Anh. Điều chúng tôi muốn làm là tạo ra sự thích thú khi các bạn học tiếng Anh, để sau đó các bạn vẫn tiếp tục học tập ngay cả khi chúng tôi đã rời đi. Em Tường Vi, một học sinh tại trường Hiệp Phước cho biết mình đã dạn dĩ hơn sau những ngày tham gia hội trại. Mới đầu thì con thấy rất là bỡ ngỡ vì không dám giao tiếp và nói chuyện với các anh chị. Nhưng bây giờ là nhờ có các anh chị ở trường quốc tế đã hỗ trợ và tận tình xuống đây dạy cho tụi con. Và bây giờ con thấy rất là vui và biết nói chuyện với tiếng Anh như thế nào. Hội trại hè tiếng Anh Nam Sài Gòn lần đầu được tổ chức tại Việt Nam với chi phí hỗ trợ khoảng 23.000 USD, tương đương 500 triệu đồng.